Nếu dòng hát Việt mùa đầu tiên đã chứng kiến sự lên ngôi của nữ quyền, thì năm nay hứa hẹn sẽ có sự xoán ngôi ngoạn mục đến từ những dòng ca nam nội lực. Mình tên là Nguyễn Văn Viết, 27 tuổi, đến từ thủ đô Hà Nội. Và mình đang công tác trong đoàn nghệ thuật Bộ đội Biên phòng Việt Nam. Mình biết được sinh ra trong một